thì rẽ về bệnh viện Chợ Mới. Phía trước mình đang làm cầu, của cả nhà đang xây cầu, xây lại chiếc cầu sáng, xây lại cho, tại vì chiếc cầu cũ cũng nguy hiểm rồi, cho nên bây giờ cũng làm lại chiếc cầu mới cho người dân mình thông thương qua lại cho nó an toàn. Xin kính chào cô chú anh chị, ngày mới an lành ạ. Rất vui gặp lại cô chú anh chị trên kênh Chung Một Vòng Tay ạ. Cô chú anh chị ơi, hôm nay tôi mời cô chú anh chị cùng tôi đến xem tham quan, nhìn đội thi công cầu nha cả nhà ơi, thi công cầu sáng mới. Dạ. Để mình kiếm chỗ mình để xe nha. Rồi mình sẽ ghi hình tiếp cho cả nhà xem nha. Kéo hay vậy, hai người kéo cho nhẹ, mình không kéo.
Cứ vậy không à. Đưa kinh phí xuống ở đây thì mình làm thôi. Dạ làm thôi. Cái tiền người ta lấy hết rồi. Thì biết trời sao giờ anh đi công việc mà. Nhưng mà anh cũng còn có công việc ổn định, anh thấy em không? Chạy đi ngồi nắng mày mưa hoài vậy. Mỗi người có hoàn cảnh khác nhau. Dạ. Đâu đó chứ được. Anh ơi, mình ở đâu về đây thi công anh? Thank you.
đến mấy này không anh? Dạ. Nửa tháng quay lại là vừa. Dạ dạ đúng rồi, cứ nửa tháng quay lại là vừa ha. Nửa tháng quay lại là khác. Cái lần trước em quay á là cái clip đó là mới có săn lắp mặt bằng thôi, chưa có gì hết. Không làm rồi, tại vì không biết á. Dạ. Tại vì em làm mấy cọc này là làm bao nhiêu tỷ vậy đó. Vậy hả? À, trời chứ làm một cái cầu lớn đó, vậy đâu phải là. Mà mai mốt mình làm cầu cũng cầu đúc. À, cầu sắt vậy luôn hay là
Cầu này là cái cầu tạm thôi nha cả nhà, công trình bắt tạm để cho người dân mình lưu thông thôi, còn đang thi công là thi công cầu mới, cầu kinh sáng mới ha cả nhà ha. Bởi vì cầu cũ ngày trước ở bên kia kìa thì xuống cấp quá rồi cả nhà, rất là nguy hiểm cho người dân thông thương qua lại. Cái gì cũng có sự quan tâm của chính quyền địa phương, của các cấp, cho nên là sẽ đầu tư xây dựng lại cầu kinh sáng mới cho người dân mình. Và hiện tại thì đang thi công nha cả nhà. Dự định là sẽ sang năm tới thì mới hoàn thành. Còn cầu này thì chỉ là cầu tạm thôi nha.
giờ chúng ta cũng đến xem công trình đang đóng cọc những cọc sắt này. Thôi thì tôi cũng xin tạm dừng chỗ của mình ở đây nha. Xin hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những clip sau nha. Xin chúc tất cả mọi người, tất cả các anh em công nhân của công trình được luôn thật nhiều sức khỏe ha, an toàn trong công việc ạ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.